khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người thiệt mạng ở Hà Nội, yêu cầu trong công điện Phó Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành. Hóa mỹ phẩm như dầu gội, sữa tắm giả mạo thương hiệu nổi tiếng thường được sản xuất với số lượng lớn tung ra thị trường. Đã có một phòng trưng bày Hà Nội để giúp người dân phân biệt hàng thật giả. Mưa lớn bất thường, nước chảy xối xả làm các hạt vàng lộ ra phía dưới đáy các dòng sông tại Mỹ. Tất cả kéo theo một cơn sốt săn bạc. Thưa quý vị, 4 người trong một gia đình đã thiệt mạng trong vụ cháy nhà xảy ra rạng sáng nay tại phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Vụ cháy ngôi nhà 4 tầng bắt đầu khoảng 7 giờ 45 sáng nay. Công an Hà Nội đã điều động các xe chữa cháy và tầm 1 tiếng sau thì dập tắt đám cháy. 4 người tử vong là 4 bà cháu, trong đó có 3 bé dưới 10 tuổi. Một người bị thương là bố cháu bé đã được đưa đi viện. Trong bản tin 18 giờ phần sau chương trình, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thông tin chi tiết hơn về vụ cháy có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này. Như chúng tôi đưa tin trong đầu chương trình hôm nay thì 4 người đã thiệt mạng trong vụ cháy nhà xảy ra sáng nay tại căn nhà 4 tầng trên phố Thành Công, phường Quang Trung, Hà Nội. Các nạn nhân đều là thành viên trong một gia đình và sau đây là ghi nhận của phóng viên Việt Nam hôm nay về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này. Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ sáng. Lửa xuất hiện ở tầng 1, sau đó bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Cửa chính và các tầng của ngôi nhà đều đóng kín. 4 người thiệt mạng là bà Nguyễn Thị Xuyến, 67 tuổi, là bà nội và 3 cháu bé đều là con của chủ hộ. Bé lớn 10 tuổi, con cháu nhỏ nhất 4 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ cháy, mẹ các cháu đi làm vắng nhà, còn bố vừa đi chợ về. Thấy có khói thì lao vào ứng cứu nhưng không kịp. Nạn nhân này hiện đang được điều trị ở Bệnh viện Bỏng Quốc gia, tình trạng sức khỏe đã ổn định. Theo lực lượng chức năng, căn nhà bị cháy có diện tích đất khoảng 50m², cao 3 tầng, một tum thông thoáng, có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh và xuống dưới. Nhà thì đóng cửa mà đám cháy đến trước, thế là khói nó bốc lên, khói nhỏ nhỏ này thôi, thế nhìn thấy thế, là vì đằng trước cửa là lợp cái tấm lợp mà bằng màu trắng, nhựa, cho nên nó bốc nhanh lắm, bốc khói lên một lúc, xong rồi lửa lên, thì là lúc ấy là mọi người đến cứu rồi, lửa mới lên. Nhưng mà không dập được. Công an Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng với cán bộ chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đám cháy được dập tắt khoảng 1 tiếng sau đó. Hiện trường vụ cháy đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra để xác minh nguyên nhân. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn tại vụ cháy số 24 phố Thành Công, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Phó Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Như vậy là liên tiếp trong 2 ngày nay đã xảy ra 2 vụ cháy khiến nhiều người thiệt mạng. Hôm qua là vụ cháy cơ sở kinh doanh phòng trà Nhật Hàn Akatsuki tại thành phố Hải Phòng làm 3 người tử vong. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều qua tại căn nhà 4 tầng xây dựng theo dạng nhà ống chỉ có một lối thoát nạn. Thời điểm xảy ra cháy, phòng trà không hoạt động, chỉ có 4 nhân viên bên trong. Một người đã kịp chạy thoát ra bên ngoài. Lửa cháy lớn lại trong khu dân cư đông đúc nên lực lượng cứu hộ đã không thể giải cứu được 3 nạn nhân nữ còn lại. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã ký công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 1 năm 2023, thì số lao động mất việc không giảm mà có chiều hướng tăng lên với gần 149.000 lao động. Vẫn còn tồn tại thực trạng là nhiều doanh nghiệp ở một số ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày, điện tử buộc phải cắt giảm lao động do thiếu đơn hàng.
tại việc làm, duy trì việc làm bền vững là nội dung chính trong các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa các đại biểu Quốc hội với công nhân lao động trong tháng công nhân năm nay. Đơn hàng thiếu, doanh nghiệp cắt giảm việc làm, khiến thu nhập hơn 3 tháng nay của chị Thảo giảm chỉ còn một nửa. Vừa rồi thì công ty cắt giảm khá nhiều công nhân, thu nhập cũng giảm bởi vì không tăng ca nhiều. Những xóm trọ vắng vẻ hơn trước do nhiều công nhân về quê lập nghiệp. Số khác bám trụ lại thì trong tình cảnh buổi làm, buổi nghỉ do việc không đều như trước. Tháng thì bọn em làm chỉ được tầm 21 hay 22 công, so với ngày trước thì thấp hơn rất là nhiều. Trước bọn em cũng có thể là 25 hay 26 công, có tháng có thể tăng ca có thể là hơn một chút nữa. Thiếu việc làm, giãn việc, nghỉ việc, thậm chí nhiều doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội khiến một bộ phận công nhân gặp khó khăn chấp nhận vay tín dụng đen. Đây là những tâm tư đã được nhiều công nhân chia sẻ tại buổi tiếp xúc chuyên đề với đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sớm có giải pháp giúp công nhân, người lao động được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để cải thiện cuộc sống, yên tâm lao động. Dịch bệnh cho nên là hàng hóa là người ta cũng chậm chạp về, cho nên là công nhân phải nghỉ việc không lương. Công nhân cũng muốn là được nhà nước hỗ trợ cho công nhân để đời sống công nhân nó được nâng cao lên, tại vì mức lương rất là thấp vậy ạ. Tất cả các doanh nghiệp ấy thì rất là đóng bảo hiểm vẫn còn chỉ có đóng một cái khoản gì đó thôi. Em cũng muốn là nâng cao cái đời sống lao động của người lao động, là muốn là tất cả các khoản đấy là đóng cho người lao động, là công doanh nghiệp phải bỏ tiền ra để đóng cái khoản đấy để sau này người ta về người ta có một cái thu nhập ổn định. Từ ngày 20 tháng 4 đến 20 tháng 5, mỗi tỉnh thành phố tổ chức ít nhất một buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân về những vấn đề nóng được đông đảo công nhân quan tâm. Những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri sẽ được đại biểu Quốc hội tổng hợp và phản ánh với Quốc hội và cơ quan chức năng. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri thì tới đây tại các cái diễn đàn Quốc hội thì trong các cái phiên họp thì các cái đại biểu Quốc hội thì cũng sẽ có những ý kiến phát biểu để đề xuất đối với Chính phủ, các bộ ngành trung ương để tiếp tục có những cái giải pháp, có những cái chính sách để thúc đẩy hơn nữa cái việc mà giải quyết việc làm cho người lao động. Cũng trong tháng công nhân này, nhiều phần quà đã kịp thời được gửi đến những người lao động có hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ với người lao động vượt khó sau dịch bệnh. Mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm và những sản phẩm có thể nói là rất thiết yếu hàng ngày của chúng ta. Những sản phẩm này cũng rất dễ bị làm giả bởi vì là dễ tiêu thụ và đã tiêu thụ thì là với số lượng lớn, đặc biệt là ở trên mạng xã hội. Người mua không thể trực tiếp kiểm tra được sản phẩm. Câu chuyện của một khách hàng mua hàng ở Hà Nội. Chị Cao Linh, một người thường xuyên mua hàng qua mạng đang giở khóc giở cười vì lần mua hàng này của mình. Khi phản hồi với chủ cửa hàng, kết quả nhận lại cũng khiến chị bất ngờ. Khi mua hàng trên mạng cũng rất gặp rất là nhiều may rủi. Mình có mua bán qua một cái trang hội nhóm mua bán ở trên Facebook thì là mình có đặt một set dầu gội Pantene. Thì sau khi mà mình nhận về thì nó lại là một cái nhãn hiệu hoàn toàn khác mà không phải là Pantene. Nhưng mà sau khi mình đã phản hồi lại với cả chủ shop ấy, thì là người ta đã chặn toàn bộ Facebook và tin nhắn và mình không hề liên lạc được với cả người ta. Treo đầu dê, bán thịt chó, phương thức này không còn mới, nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn trở thành nạn nhân. Không ít các kho hàng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Chỉ cần dựa trên công thức được viết sẵn, công nhân chỉ việc lấy hóa chất trong các bao để đưa vào thùng trộn. Và từ đây hàng loạt các loại dầu gội, sữa tắm cùng các loại mỹ phẩm khác sẽ được bơm vào các chai lọ, tem nhãn để đưa ra thị trường. Phần lớn theo đơn đặt hàng, bỏ mối tại các chợ và bán trên mạng xã hội Facebook hoặc Zalo. Vừa qua thì Tổng cục Quản lý thị trường cũng đã tham mưu cho Bộ Công Thương trình Chính phủ phê duyệt đề án chống hàng giả trên môi trường thương mại điện tử. Và sắp tới đây thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác để mà đưa ra các cái giải pháp tổng thể để làm sao làm trong sạch cái môi trường kinh doanh trên thương mại điện tử cũng như là trên mạng xã hội để mà người tiêu dùng bỏ tiền thật để mua hàng thật. Trong thời gian qua, dù các cơ quan nhà nước đã rất nỗ lực trong công tác phòng chống, nhưng vấn nạn hàng giả, hàng nhái và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn đang diễn ra rất dai dẳng với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, khó lường. Vậy nên, hãy là người tiêu dùng thông minh. Những hàng hóa thông dụng như là dầu gội, sữa tắm, hóa mỹ phẩm thì rõ ràng là các đối tượng một khi đã làm giả thì sẽ làm giả với số lượng rất lớn
và thường là làm giả nhái theo những thương hiệu, những nhãn hiệu nổi tiếng để trục lợi. Và để hỗ trợ người dân có khả năng phân biệt tốt hơn hàng thật hàng giả thế nào, thì vừa qua Tổng cục Quản lý Thị trường cũng đã có phòng trưng bày với chủ đề là nhận diện hóa mỹ phẩm trên thị trường. Đây là các sản phẩm dầu gội đầu, sữa tắm, sản phẩm dưỡng da, làm đẹp giả nhãn mác của hơn 30 nhãn hiệu nổi tiếng đã được lực lượng quản lý thị trường phát hiện và thu giữ trong thời gian qua. Hơn 500 sản phẩm được trưng bày cùng lúc để người dân tận mắt chứng kiến. Thông qua chương trình này để cũng để khuyến cáo giúp cho người dân biết những cách thức để nhận biết hàng thật hàng giả đối với những sản phẩm thường xuyên, gọi là hàng sản phẩm tiêu dùng thường xuyên. Trong khoảng một năm trở lại đây, lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt, thu giữ, thậm chí chuyển sang cơ quan công an để khởi tố, truy tố rất nhiều vụ việc, đối tượng sản xuất sản phẩm hóa mỹ phẩm, dược phẩm giả. Với mức độ làm giả ngày càng tinh vi, người tiêu dùng cần hết sức thận trọng khi mua hàng hóa mỹ phẩm, nhất là với các giao dịch trên mạng xã hội. Khi mua thì cũng nên có những cái trang bị cho mình những cái cảm nhận ban đầu về cảm quan, bao bì nhãn mác nó phải rõ ràng, hạn sử dụng. Và đặc biệt tôi nghĩ rằng là cái người bán hàng là rất là quan trọng, mọi người cần phải có cái ý thức là không mua nếu không biết là hàng hóa nó không rõ nguồn gốc, người bán nó không rõ ràng, nên mua hàng chính hãng và lưu lại hóa đơn để tiện có thể để kiểm tra sau này. Ngoài ra, người mua cần lưu ý kiểm tra kỹ tem chống hàng giả, mã vạch, các thông số. Những thông tin này cần phải in rõ ràng và còn nguyên. Đặc biệt, đối với cách in nổi, in bóng ở logo, tên hãng của hàng chính hãng, hàng giả hầu hết không thể in được như vậy. Đây là yếu tố giúp người mua phân biệt được hàng giả nhanh nhất và hiệu quả nhất. Hiện nay, Tổng cục Quản lý Thị trường cũng đã tổ chức mở cửa đón khách tham quan ở phòng trưng bày chuyên đề nhận diện hóa mỹ phẩm vi phạm trên thị trường ở địa chỉ là 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đường ống cấp nước sạch gặp sự cố nhưng chậm được khắc phục khiến sinh hoạt của cả khu dân cư rộng lớn bị đảo lộn. Đây là phản ánh của người dân thôn 2, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Họ cho biết việc mất nước kéo dài, mà nhất là trong đợt nắng nóng vừa qua, khiến cho các hộ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Tôi năm nay 82 tuổi và ở độc thân một mình. Mất nước cách đây hơn một tuần lễ và nhất vào đúng cái dịp trời nóng. Thế tôi đã phải đi xin nước hàng xóm. Nhà tôi giờ là 9 người. 9 người tuyền có như vậy đi xin nước để dùng kể cả vệ sinh tất cả các thứ hết. Người dân ở đây cho biết những ngày nắng nóng đỉnh điểm, mất nước kéo dài đến cả chục ngày. Mọi sinh hoạt đảo lộn. Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố đường ống nước sạch bị đứt. Nhiều những người dân bây giờ phải khắc phục đi ra cả gánh nước ở ao hồ để về sử dụng. Thậm chí là phải đi xin những nước mưa từng gáo, từng thùng nước của những nhà hàng xóm để mà sử dụng sinh hoạt hàng ngày. Hết kiên nhẫn vì yêu cầu không được đáp ứng, nước ao hồ, nước mưa tích trữ của cả xóm cũng cạn dần. Nhiều người đã tính đến chuyện bỏ dịch vụ nước sạch để quay lại giếng khoan. Chúng tôi không cần thêm nước sạch nữa. Đem khóa lại của chúng tôi lại như này, chúng tôi không nhất trí. Chúng tôi sẽ lại phải khắc phục giếng khoan, giếng khủng, các thứ chúng tôi không có khắc phục này nữa. Liên hệ với đơn vị cấp nước, doanh nghiệp này cho biết sự cố đường ống là có và việc chậm được khắc phục là đúng. Sự cố không phải tại một điểm mà ở nhiều nơi, không phải một lần mà nhiều lần. Việc mà sửa chữa của công ty gần như là quá tải và cái việc mà cấp nước kịp thời cho người dân một số khu vực là không được đảm bảo. Để mất nước sinh hoạt cả tuần, nhưng khi phóng viên có mặt ghi hình, ngay lập tức đường ống được nối lại, chỉ mất vài chục phút. Chỉ một mối nối khiến hàng trăm hộ gia đình, hàng ngàn người dân đảo lộn sinh hoạt. Vài chục phút sửa chữa là xong, nhưng hàng trăm hộ dân phải nhiều ngày chờ đợi. Giờ này mọi năm thì người tiêu dùng đã có cơ hội được thưởng thức những trái vải chín sớm. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết và bệnh hại trên cây vải nên các vùng trồng sẽ bước vào vụ thu hoạch muộn hơn. Vùng trồng vải lai chín sớm của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên sẽ là nơi đầu tiên ở miền Bắc bước vào thu hoạch kể từ ngày 25 tháng 5. Thời gian thu hoạch sẽ chậm hơn một tuần, bù lại quả đều và đẹp mã, sản lượng tăng gấp đôi so với năm ngoái. Năm nay thì ra đều hết. Thế thì ước tính của anh em tôi là vừa đặng qua thì nó vào 60%, mà thu hái vào khoảng độ 20 ngày nữa
là đã bắt đầu là thu bói, gọi là mở cơ vườn đấy. Thế còn thu chính là vào đầu tháng 5 âm lịch. Còn tại vùng vải Thanh Hà, Hải Dương, đến giữa tháng 5 mà số vườn vải ngả màu hồng rất ít. Do vậy, những người yêu thích vải Thanh Hà sẽ phải chờ lâu hơn so với mọi năm khoảng 10 ngày. Tới đầu tháng 6 thì vụ vải sớm mới cho thu quả. Với loại vải này thì chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi là bà con có thể thu hoạch. Nhưng như quý vị có thể thấy rằng vải năm nay chín khá thưa và sản lượng thì đã giảm nhiều so với năm ngoái. Sản lượng giảm do nhiều nhà vườn gặp dịch bệnh, quả rụng tới hơn 50%. Giá bán dự kiến cũng sẽ cao hơn năm ngoái. Vải chín muộn nên tình hình mua bán tại các nhà vườn thời điểm này cũng chưa sôi động. Nhiều cái thương lái cũng rất là no, vì nó ở cái chỗ là năm nay là cái như về đây là thấy cái sản lượng nó giảm nhiều quá. Không bị rụng quả nhiều, nhưng những nhà vườn ở Lục Ngạn, Bắc Giang cũng sẽ đón một vụ vải muộn, chậm hơn 2 tuần so với hàng năm. Do đợt hạn kéo dài từ tháng 3 đến tháng 4, nên đến thời điểm này quả vẫn nhỏ và chuẩn bị vào cùi. Chính vụ vải thiều Lục Ngạn sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 6 và 60% sản lượng sẽ được tiêu thụ theo đường xuất khẩu. Năm nay thì rất là thuận lợi ở chỗ là dịch bệnh đã kiểm soát và phía Trung Quốc đã mở cửa để tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân sang tìm hiểu và thu mua vải thiều. Tuy nhiên thì phía bạn cũng yêu cầu ngày càng cao trong việc là truy xuất nguồn gốc vải thiều cũng như là yêu cầu về chất lượng vải thiều. Trước khi được thưởng thức những trái vải chính vụ, từ ngày 5 tháng 6, du khách có thể đến với Bắc Giang để trải nghiệm các tour du lịch nằm trong chương trình Lục Ngạn mùa vải chín. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhóm họp tại Stockholm, Thụy Điển để tìm kiếm một cách tiếp cận chung và điều chỉnh lại lập trường của châu Âu với Trung Quốc. Cuộc họp cũng hướng đến mục tiêu là giảm bớt sự phụ thuộc của châu Âu với Trung Quốc và thuyết phục Bắc Kinh có lập trường cứng rắn hơn với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Thông tin từ nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu. Tại cuộc họp với Ngoại trưởng 27 nước thành viên, Cao ủy Liên minh châu Âu về vấn đề đối ngoại Joseph Borrell đã trình bày các phương án nhằm xác định và điều chỉnh lại quan điểm của châu Âu với Trung Quốc. Theo đó, châu Âu xem Trung Quốc vừa là đối tác, vừa là đối thủ cạnh tranh, đồng thời sẽ xác định quan hệ hai bên thông qua việc phân tích các hệ thống kinh tế và chính trị. Thừa nhận quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc trở nên căng thẳng do lập trường của Trung Quốc với cuộc xung đột ở Ukraine, ông Borrell cho rằng các nước châu Âu không thể có quan hệ bình thường với Trung Quốc nếu Trung Quốc không sử dụng ảnh hưởng mà nước này có với Nga để tìm giải pháp chấm dứt khủng hoảng. Liên minh châu Âu đã đề xuất hạn chế xuất khẩu công nghệ nhạy cảm với 8 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ vận chuyển những công nghệ lưỡng dụng sang Nga, song chưa đưa ra quyết định cụ thể nào liên quan đến việc trừng phạt các công ty Trung Quốc. Cuộc họp ngày 12 tháng 5 của Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu không hướng đến việc đạt được bất kỳ kết luận cụ thể nào. Thay vào đó, cuộc thảo luận với Trung Quốc sẽ được tiếp tục tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu. Trúng tuyển hơn 170 trường đại học, đó là kỷ lục mà em Dennis Barnes, học sinh trường Trung học Phổ thông Quốc tế New Orleans, Mỹ vừa lập được. Thành công này theo Dennis thì không chỉ bởi đam mê học tập mà còn là tinh thần kiên định, quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng. Very consistent. Tôi rất kiên định và kiên trì bất cứ khi nào tôi tập trung làm việc gì đó. Đó là những đặc điểm mà mọi người thường nói về tôi. Tôi nghĩ đó chắc chắn là những phẩm chất đã thúc đẩy tôi có được thành công. Thành công mà nam sinh này đang nói tới là kỷ lục trúng tuyển hơn 170 trường đại học và nhận được học bổng với tổng trị giá lên tới hơn 9 triệu đô la, tức là hơn 200 tỷ đồng, từ các trường mà em đăng ký. Đáng chú ý hơn, Desnit Barnes mới 16 tuổi, nghĩa là em sắp tốt nghiệp trung học phổ thông sớm hơn 2 năm so với bạn bè. Từ tháng 8 năm ngoái, Dennis đã nộp đơn vào hơn 200 trường đại học. Em đang chờ kết quả từ những trường còn lại mới quyết định sẽ theo học trường nào. Dennis thông thạo tiếng Tây Ban Nha, thích chơi bóng rổ và bóng đá. Cậu học trò hiếu học này cũng rất thích ngủ như bao bạn bè cùng trang lứa. Thành tích đáng nể của Dennis đang được nhà trường đề nghị tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận kỷ lục. Thưa quý vị, Hà Nội là thành phố có rất nhiều sông hồ đan xen giữa những khu vực dân cư đông đúc. Tuy nhiên hiện nay thì có một số đoạn lan can bảo vệ bờ sông hồ đang bị xuống cấp, các cột sắt hoen rỉ hư hỏng nghiêm trọng hoặc thậm chí là bị mất trộm. Thực trạng này đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân sinh sống ngay sát bờ sông, bờ hồ. Thực tế là đã có những vụ việc đáng tiếc xảy ra từ những khu vực nguy hiểm này.
hoen gì, hư hỏng nặng hay thậm chí là biến mất một đoạn dài như thế này là tình trạng của nhiều đoạn lan can bảo vệ bờ sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Xét. Hơn 30 năm sống ở khu vực này, bà Đức không khỏi lo lắng khi chứng kiến tình trạng này diễn ra đã lâu. Như các cụ già, trẻ con sợ nhất là trượt chân phát. Mà nhất hôm nào mà nước mùa nước có lên, mà cũng nó lên phấp chỉ tận thế này cơ. Ta cứ ngồi vào cái lan can này nó ửa nó gãy ra. Lâu rồi, chả ai đến sửa cả. Không thấy ai đến sửa. Vậy là người dân đành tự bảo vệ mình bằng cách chăng dây hoặc tự gia cố lan can. Đang xây dựng thì thấy nó gì thôi, thấy nó xuống cấp thì mình sửa chữa cho chắc chắn thôi. Đấy, đây như là rất chắc. Lâu ngày nó bị mục bọt thì nó rơi. Còn ăn trộm thì không biết là ai ăn trộm, nhưng mà nó cũng lâu lắm rồi. Dân người ta sợ là cái xe cái pháo rơi xuống người ta tự buộc mà. Bản thân những người ta đi đây người ta cũng sợ, nguy hiểm lắm các bạn. Lan can siêu vẹo hay gãy ngang vô tình trở thành những chiếc bẫy đáng chú ý. Việc lan can hư hỏng hoặc bị mất trộm đã xảy ra nhiều năm. Mục nát cũng nhiều chỗ đấy. Cái đợt đoạn dưới là người ta cũng đã thay rồi. Còn cái đoạn này là người ta có cái biện pháp là cảnh báo như thế thôi. Còn để mà khi nào làm thì mình chưa biết được. Chúng ta nên có một cái phương án là cải tạo, sửa chữa hoặc là xây dựng mới. Trước hết là ta phải thiết kế những cái vật liệu mà nó chịu được mưa nắng, sương gió. Và đồng thời chúng ta nên có cái đánh giá lại và lắp hệ thống camera để kiểm soát. Trên cơ sở đó chúng ta phát hiện người dân còn sử dụng phục vụ lợi ích cá nhân để sửa nguội và phải làm triệt để. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp sửa chữa lại các đoạn lan can bị hư hỏng. Tuy nhiên theo các chuyên gia, cần thêm nhiều giải pháp để bảo vệ hàng lan can sông hồ, đảm bảo an toàn của người dân và mỹ quan đô thị. Để quản lý và khai thác vỉa hè hiệu quả thì một số phường ở thành phố Hà Nội đang rà soát tổng thể các tuyến phố, từ đó đề xuất đề án thí điểm cho thuê tại một số tuyến phố có vỉa hè rộng để kinh doanh, góp phần giảm áp lực cho cơ sở, tạo điều kiện thuận tiện cho công tác quản lý. Điều này vừa giúp phát triển kinh tế, tạo nguồn thu cho địa phương, vừa làm cho công tác quản lý vỉa hè sẽ trở nên hiệu quả hơn. Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Ngay khi biết địa phương đang xem xét cho thuê vỉa hè tại hai tuyến phố Vũ Tuấn Chiêu và Trịnh Công Sơn, những hộ kinh doanh cà phê tại đây rất vui vì khách đến sẽ yên tâm có chỗ để xe. Thậm chí như anh Tú, sẵn sàng thuê thêm vỉa hè xung quanh nếu địa phương cho phép. Rất là thuận lợi, tăng thêm được cái thu nhập cho các cái người kinh doanh, người ta đầu tư kinh doanh. Để nếu mà trong vòng 5-60 mét thì mình sẽ để được khoảng tầm 20 xe và khoảng 30 người ngồi. Giúp cho mình nó kinh doanh mà nên nó có chỗ để xe cho nó thoải mái cho khách vào ấy. Tại nhiều khi mà cửa hàng mà chặt quá, khách đi qua kiểu không có chỗ để xe, người ta cũng ngại vào cơ, là người ta cũng đi luôn đấy. Với riêng phường Nhật Tân, tính toán khi cho thuê hơn 2 km vỉa hè sẽ tạo ra công ăn việc làm kinh doanh ổn định cho trên 50 hộ dân. Chưa kể công tác quản lý cũng sẽ đỡ vất vả hơn trước trong việc phải liên tục đi nhắc nhở cũng như xử phạt vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Chúng tôi sẽ quản lý rất là dễ vì trong cái nội dung mà cho thuê thì chúng tôi cũng đề xuất cái việc mà thứ nhất là phải sạch sẽ, đảm bảo môi trường, đảm bảo vệ sinh. Đồng thời thì cái việc mà sắp xếp trông giữ phương tiện đảm bảo phải ngăn nắp. Còn tại quận Hoàn Kiếm đã thí điểm cho thuê vỉa hè tại một số tuyến đường để trông giữ xe thì nhận thấy rõ hiệu quả nếu quản lý tốt sẽ vừa tạo nguồn thu vừa vẫn có lối đi cho người đi bộ. Một số phường còn tính đến việc cho thuê vỉa hè mà quản lý tốt sẽ còn thu hút nhiều hơn khách du lịch đến với Hà Nội. Theo mong muốn của mình thì tất cả các hộ kinh doanh là phải bán hàng trong nhà. Để làm gì là đây đã theo luật rồi. Bán hàng lấn chiếm là vi phạm. Nhưng tuy nhiên vì do là cơ chế đặc thù, tức là cái khu vực đặc thù này, khách Tây lại người ta rất thích ra ngồi vỉa hè. Nên là tôi mong muốn sẽ tạo được một ít nhất là 1 mét cho người đi bộ. Đấy là mong muốn của cá nhân tôi. Quận Đống Đa, quận Thanh Xuân cũng đang rà soát các tuyến phố để lập đề án thí điểm cho thuê vỉa hè. Mức giá cho thuê đang dự kiến khoảng 45.000 đồng trên 1 mét vuông. Trung bình mỗi hộ sẽ trả thêm vài trăm đến khoảng 1 triệu đồng tiền thuê vỉa hè mỗi tháng. Đổi lại, hỗ trợ kinh doanh, buôn bán lâu dài là điều nhiều người chấp nhận và ủng hộ chủ trương. Vâng, khi có nước chảy thì vàng cũng chảy ra theo. Đây chính là câu nói của một hướng dẫn viên ở một khu mỏ vàng tại bang California, nước Mỹ. Đó là vì mùa đông vừa qua thì đã xuất hiện một lượng mưa lớn bất thường, nước chảy xối xả và ở đáy các dòng sông, dòng suối thì đã lộ ra các hạt vàng. Bang California lại được mùa săn vàng, gợi nhớ đến cơn sốt săn vàng ở bang này hồi giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.
trang bị bảo hộ, dụng cụ trong tay. Thợ đào vàng không chuyên Albert Foster dò dẫm dưới dòng nước sau những cơn mưa lớn ở miền Bắc bang California, Mỹ. Chưa đầy 10 phút, anh Foster đã đào lên từ dưới đáy sông một hạt vàng. Còn khi đổ đất cát xúc dưới đáy sông vào khe nhựa, lắc vòng vòng một hồi thì những hạt lấp lánh đã hiện lên. Hai thập kỷ hạn hán và một mùa đông mưa gần như kỷ lục đã giúp làm lộ ra thứ vật chất khiến nhiều người phát sốt. Khó có nơi nào lũ lụt lại được mang ơn như ở đây. Tôi mới chỉ đào được một lỗ dưới đáy mà đã tìm được từng ngày vàng. Vậy thì nếu mà đào sâu thêm xuống nữa thì có khi còn được nhiều vàng hơn. Chắc tôi sẽ kiếm được $50 sau 5 phút đào bới. Có lúc may thì còn tìm được nhiều hơn, nhưng cũng có lúc lại ít hơn, chẳng biết được. Người ta nói là ở California mới chỉ có khoảng 80% vàng được tìm thấy, nhưng cũng có nguồn nói là ít hơn, nên nếu tính toán hết các khả năng thì có lẽ chỉ mới 15% được tìm thấy thôi. Thành phố Placerville này có nguồn thu phụ thuộc chủ yếu vào du lịch, nhờ quá khứ vàng son thời cơn sốt săn vàng thế kỷ 19. Nhưng nay làn sóng người đổ về đây tìm vàng dường như đang lại khiến thành phố lên một cơn sốt mới. Hồi những năm 1800, vàng được tìm thấy là vàng trồi lên sau hết đợt lụt này đến đợt lụt khác. Trong hàng triệu năm, một lượng vàng lớn đã nằm dưới các dòng suối này. Nhưng lần này, lượng vàng lộ ra chỉ sau một mùa đông mưa lớn, nên quy mô của cuộc săn vàng cũng ngắn hạn như những kỳ vọng của những tay thợ đào vàng không chuyên này.